Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Xin chào các bạn trẻ đang theo dõi chương trình Hành Trình Kết Nối Những Trái Tim. Em đứng trên cầu đợi anh, dưới chân cầu nước chảy ngày đêm. Ngày xưa nước chảy, giờ còn chảy. Kết thúc ở tập trước, chúng ta thấy hình ảnh của Mr. Bean và Sầu Riêng đang đứng trên cầu. Lần này họ có đôi, họ đã có thể nói là dẫn một câu là tình trong như đã mặt ngoài còn e. Có thể như vậy được. Lan Trinh, bạn trông đợi gì ở tập này? Em trông đợi nhiều hơn vào sự trưởng thành của cô gái duy nhất mà đang không có một chàng trai nào quan tâm, đó chính là Cà Na. Em muốn nhìn thấy cô ấy có nhiều động thái tích cực hơn, cũng như là biết rõ hơn là mình đang cảm thấy như thế nào trong lòng. Vâng, thưa quý vị, rất nhiều điều phức tạp, nhiều sự kiện hứa hẹn sẽ diễn ra trong tập này. Và bây giờ không còn chần chừ gì nữa. Nào, xin mời. Trên môi em cho lòng anh luôn khát khao với một ngày mai mình cùng chung bước đi đến nơi thiên đường. Ở nơi đó có đôi mình thôi, và ở nơi đó chỉ có tình yêu đôi ta. Anh yêu em trọn đời mong. Gấu Cười, Chuẩn Lắt và Damri vẫn đang cùng theo đuổi Susu. Trong khi Susu đã xem Damri như anh trai, Mr. Bean đang tìm mọi cơ hội tiếp cận Sầu Riêng. Còn Cà Na, cô đang nhìn về quá khứ với những nuối tiếc. Câu chuyện tình yêu sẽ diễn tiến thế nào? Mời các bạn đón xem ở tập tiếp theo. Em đẩy á. Qua nhiều cung đường khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua, cuối cùng xe hồng cũng đã đến được địa danh mà nghe cái tên cũng khá lạ. Đó là Bản Thàn, xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu. Đây là khu vực mà 100% là người Khơ Mú sinh sống. Trước đây họ sống chủ yếu là du canh du cư nên bản làng thường nhỏ bé, rải rác. Trước đây họ chỉ canh tác nương rẫy với công cụ lao động đơn giản. Ngày nay, người Khơ Mú đã tiếp thu canh tác ruộng nước, chăn nuôi trâu bò làm sức kéo và hàng hóa để mua bán, trao đổi. Nhưng qua thời gian, người Khơ Mú ở đây đã sống định cư, dựng được những ngôi nhà gỗ, tre, chắc chắn. Kinh tế phát triển, nhưng nhiều giá trị văn hóa truyền thống vẫn còn được lưu giữ. Điều đặc biệt ở đây là bữa ăn hàng ngày, chủ yếu là xôi nếp, còn gạo tẻ chỉ được nấu trong những dịp lễ quan trọng. Với bản tính mến khách, các thành viên đã dễ dàng xin tá túc vào hoạt động tại đây trong những ngày tới. Trước khi đi chợ, để chuẩn bị cho bữa tối, Mr. Bean đã đề nghị triệu tập một cuộc họp với lý do. Cũng đang tập ăn theo lối ăn của mấy bạn thôi, chứ chúng tôi cũng phải là đang cố gắng lắm, thời gian qua cũng đang dần dần quen rồi. Nhưng mà hiện tại là bên chỉ có không có vừa vấn đề về cái cách sử dụng gia vị. Anh ngắt cho em hiểu luôn nè. Thực ra phải là người miền Nam hết, và tụi anh toàn ăn đường. Nhưng tại sao tụi anh ra Bắc? Tụi phải thứ nhất là anh tập ăn kiểu miền Bắc. Em nghĩ là nên không, để cho anh nói đi anh. Để cho anh nói trước đi. Bên nói thiệt, không cần nhiều món, chỉ cần một món dành cho Bình. Bởi vì con bụng Bình không có chịu nổi. Thứ nhất về hai mảng, về mảng tính cách gia nhập nhóm, em nên thích nghi từ. Bạn thứ hai thức ăn, em cũng nên thích nghi từ. Hôm nay em muốn anh Bình nấu để mọi người biết cái khẩu vị của anh Bình như thế nào. Và hôm đó người ta đã có dịp chứng kiến một cuộc nói chuyện khá thú vị. Bởi vì không ai thương anh vậy. Ê, suốt đời. Susu sẽ get gạo cười. Nhiều gạo cười. Hình như là một câu hỏi thăm dò. Em thích một người mà đánh acoustic vừa đánh vừa hát không? Thích. Nếu như chồng em như vậy, em có ghen không? Ghen để làm gì? Vậy em đâu yêu. Nếu như mà thương nhau thì phải tin tưởng nhau. Vậy em tin tưởng anh không? Đừng dồn em vào thế, bỏ tình chạy nha. Em phải từ từ, em phải tìm hiểu anh chứ. Có một cái cá tính mạnh, cho nên là Sầu Riêng muốn có thời gian để chứng minh cái lời anh nói, với chứng minh rằng Sầu Riêng thích anh, hay là do là anh là người mới nên Sầu Riêng ưu ái anh. Hôm nay các thành viên phụ một người dân gần đó gặt lúa nước. Đây là công việc mà người Khơ Mú mới tiếp cận. Nhiều năm trước, họ thường du canh du cư và làm nương ở trên những ngọn đồi cao. Hình như đây là cơ hội rõ ràng để Gấu Cười tiếp cận mục tiêu. Khi em gặt lúa, nhìn em,
rất sexy. Hở chỗ nào? Yêu không? Hở chỗ nào? Đâu? Phải. Ý của cậu là quyến rũ ấy. Dạ. Rất đẹp. Em tưởng hở chỗ nào? Rất đẹp. Ý em rát lừa. Làm gáo cười vui. Giống như một con khí ăn chuối. Yêu không? Đau đầu quá. Em không thích rạc lừa nhiều hơn thích gáo cười, phải không? Em thích gặp lúa gấp 100 lần thích anh gấu cười. Phải không? Cho em làm. Nói chuyện với em đến chết. Có vẻ như anh chàng đang mơ về một ngôi nhà và những đứa trẻ. Có lẽ chúng ta sẽ đi sau trên núi và gáo cười sẽ trôi nhẹ cho em. Mỗi tối và có lẽ con trẻ sẽ tên là Gáo Su Su. Gáo Su Su. Thêm đẹp. Và con trẻ hai sẽ tên là Đám Rì. Bởi vì gáo rất thích Đám Rì. Em cười làm ăn xếp. Sau khi sẽ mua một xe buýt của tình yêu. Còn nhiều tiền sẽ mua một máy bay đi thăm Đam Rì để đi gặp Barack Obama. Còn Đam Rì vẫn chỉ im lặng. Nhưng ngay trong buổi chiều, lúc đi lên nương trời bắp cùng gia đình cô chú chủ nhà, anh chàng tranh thủ tiếp cận Su Su. Thì bây giờ em có nghĩ mình sẽ có tình cảm với các bạn trên cái hành trình không? Không. Đôi khi con gái nên để con trai nó có những cái gì đó để cái lăng thì cũng đúng nhưng mà quan tâm tính mình. Nhưng mà em không thích như thế. Hả? Nhưng mà em không thích như thế. Sự thật nó là như thế. Thì giờ mình nghĩ rồi, không nói rồi, nhưng mà chỉ sợ là mình tự giấu mình, tự chạy giấu cảm xúc của mình. Vậy thôi. Mẹ ơi. Vậy bây giờ là quan tâm hay là kệ? Bây giờ em bình thường. Không, bây giờ anh em té như vậy, anh nên quan tâm hay là kệ? Anh nên quan tâm bình thường thôi. Như bình thường anh làm thế nào thì anh cứ làm đi. Sốt ruột, đau đầu mà anh đừng có quan tâm theo cái kiểu mà anh chuẩn bị cái này chuẩn bị cái kia, em không thích như thế. Buổi hôm đó do có sự góp sức của các bạn nên số lượng bắp cũng khá nhiều. Nhưng trên đường vận chuyển bắp về nhà thì đã gặp phải sự cố. Có lẽ do chờ nhiều hàng nên chú Châu đã bỏ về trước. Ngay lập tức, gấu cười đã chọn giải pháp thay thế. Thôi. Bố đi là gì? Đi là đi. Dừng lại. Sao? Dừng lại. Có người có nghe không? Anh nói đòi đi. Anh nói dừng lại. Dừng lại. Thôi. Không cho mang về nữa. Cứ phải cố rất nhiều lần như vậy rồi. Mày nói bên cho biết không phải mang về nữa. Dạ chú ơi, chú chờ lên. Rất nhiều lần như vậy. Cố cứ có tình là như khi không muốn nghe người khác. Và ngay sau đó một cuộc nói chuyện riêng của bốn chàng trai. Gấu đang có một vấn đề về ngôn ngữ. Hiểu không? Cho nên em cũng không có nói chuyện gấu được. Về gấu. Mà chú rất hiểu nhiều, anh hiểu nhiều, em hiểu chưa nhiều. Bởi vì em muốn hiểu nhiều, em có nói chuyện được để em biết cái cách nó như thế nào. Hai người đang đỡ cái bánh xe sau, bắp dồn ở phía sau nó nặng. Cái lúc đó buộc phải lớn tiếng để vì cái sự việc nó dừng lại ngay lúc đó. Nó không kêu nguy hiểm cho tất cả mọi người. Em thì cũng có nghĩ gì nhưng mà lúc đó thực sự là em cũng thấy hơi phản cảm tí. Đơn giản cái việc anh lớn tiếng với gấu cái đó là tính cách của anh, kể cả trong công việc và ngoài đời của anh vậy. Khi mà gặp một cái gì đó cần cắt, ngắt, dừng ngay lập tức, anh sẽ lớn tiếng bằng cách có thể là mất mặt, có thể là bất cứ việc gì. Nếu như anh nói vậy, đó là một cái quản lý ở ngoài đời chứ không phải quản lý trên đây. Đúng rồi. Thật sự trên đây là không có là quản lý. Và anh trên đây cũng em, không có là tổ trưởng. Nhưng mà anh nói với anh em một điều là cái tình huống đó buộc phải như vậy. Anh bởi vì gấu này cái lúc đó không cần gấu hiểu. Cái lúc đó anh chỉ cần là an toàn của mọi người thôi. Sau đó coi anh là người nói chuyện với gấu. Gấu, gấu không biết là gấu có nhiều vấn đề. Sáng này gấu cười làm nhầm lẫn. Đúng rồi. Chú ấy nói bớ đi nhưng mà gấu cười không nghe, không hiểu bớ nhưng mà hiểu đi, về đi là đi. Gấu cười biết là khó hơn cho mọi người. Nhưng mà gấu cười không muốn mọi người buồn.
chuyện tình cảm và công việc càng trở nên phức tạp ở các thành viên nam. Hôm đó trong nhật ký Su Su, người ta cũng đã đọc được những dòng đầy tâm trạng. Đi cùng anh Gấu Cười cảm thấy vui bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu khi anh nói dự định sẽ rời hành trình một mình và sẽ đi Thái Lan và nhiều nơi nữa. Và có lẽ đây là những điều mà cô nàng băn khoăn nhất. Một người mà ngay cả công việc cũng có tính tự do đến như thế thì tại sao lên hành trình này? Tại sao anh Gấu Cười còn hành động, cư xử như những ngày qua với mình? Còn đây là những dòng dành cho Damri. Anh Damri, em xin lỗi. Đưa bức thư cho anh Damri, thật lòng em thấy buồn và có lỗi lắm. Những ngày qua, mình đón nhận sự chăm sóc của anh, nhưng hình như mình chưa bao giờ mở lòng đón nhận anh như một người có thể yêu. Nhưng có lẽ từ hôm nay, mình sẽ bắt đầu lại. Tại sao Su Su thì gặt lúa mà Gấu Cười vẫn cứ nói rất nhiều mà lại không xuống phụ nhỉ? Có thể nói rất vui tai, phụ nữ thì yêu bằng tai mà, nhưng nên tỉnh táo một chút. Thấy mà không thiết thực thì thôi ngưng đi. Và anh này anh cứ nói ra những cái câu như là sắp đi Thái Lan như vậy càng mừng ấy. Cứ quay lại với Damri thì là tốt. Thực ra đối với Gấu Cười thì ban đầu chúng ta sẽ cảm thấy thú vị, nhưng nếu nó trở thành gắn kết vào những người thân thiết rồi mà cứ thỉnh thoảng không hiểu ý nhau thì cảm thấy rất là cáu. Và rõ ràng nếu như Damri đang nói rằng là Gấu Cười đang cố tình không hiểu, nhưng khi Gấu Cười giải thích thì hai bên nó đang có cái bất đồng về ngôn ngữ. Su Su là đang vân vân tự ái tủi thân một tí với lại Gấu Cười và nghĩ rằng nếu mà anh đi Thái Lan thì em cũng có người khác, em cũng sẽ mở lòng. Su Su nhá, không bao giờ đến được với Damri. Em cũng không thấy sao đến được anh? Vì chả có cái tình cảm. Tôi thấy thật cái sự điều này. Tại nhưng mà anh nói là không đến được là sao ạ? Tức là cái tình cảm của hai bạn ấy không đủ lớn. Nhưng mà Cà Na thì đang tình cảm dần dần dành cho gì nhỉ? Tiểu. Tiểu. Đấy, nó lại khác nhau ở chỗ này. Kể cả hai người này, này có gần nhau mãi cũng không. Nhưng mà Cà Na thì kể cả xa vẫn tới. Mình xem tiếp nhé. Hôm nay cũng là dịp đặc biệt mà các thành viên được mặc bộ đồ truyền thống của người Khơ Mú. Chỉ một loáng, các cô gái của hành trình đã trở thành những thiếu nữ Khơ Mú. Thẫn thờ đến ngỡ ngàng là tâm trạng của các chàng trai lúc này. Thì ra, họ được tham gia điệu múa Viêng Vơ Uông, một điệu múa truyền thống của người Khơ Mú, còn gọi là điệu múa Ao Eo, Tăng Bù Say Đắm Lòng Người. Đây là điệu múa lắc hông mô phỏng theo các động tác cử chỉ lao động hàng ngày như gặt lúa, xúc tép, làm cỏ. Những cử chỉ, điệu bộ khó khăn, khi lần đầu tiên được múa, các bạn đã tạo ra những trận cười tưởng chừng như không bao giờ dứt. Đây là di sản văn hóa dân gian đặc sắc, được gìn giữ lâu bền qua nhiều thế hệ. Cũng không có gì lạ, khi bắt gặp những hình ảnh lũ trẻ từ 2 tuổi trở lên cũng đã có thể múa điệu múa Óng Eo ở nơi này. Mỗi khi trống, chiêng, ring day là loại trống dùng để đuổi khỉ phá hoa màu rung lên. Nam đeo chiếc con khăn, vừa là nhạc khí, vừa là đạo cụ. Đây là điệu múa rất khó, nó đòi hỏi sự kết hợp nhuần nhuyễn và linh hoạt của nhiều động tác trên cơ thể. Người múa dường như cùng hòa mình với nhịp của chiêng trống. Đắm mình trong cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc, quên đi những âu lo và vất vả hàng ngày. Sau màn múa tập thể, các cặp đôi lần lượt lên nhảy. Nhưng có lẽ Su Su và Damri đã tạo được nhiều ấn tượng nhất. Buổi múa khép lại trong không khí vui vẻ, đầm ấm, rộn ràng tiếng cười. Nhưng hôm đó, một anh chàng vẫn ngồi lại đến khuya. Hình như anh đang chờ đợi một cô gái. Cuối cùng người trong mờ cũng xuất hiện. Ngoài xuồng. Ôi trời ơi, được không? Ngồi đây có đứt dây không? Ngoài xuồng, cái này là xích đu. Đau mầm không? Không, bình thường. Bình thường. Không đau. Khi anh nhìn lắc em. Mông. Lắc mông. Rất đẹp. Muốn chết hả? Muốn chết luôn. Không. Rất đẹp. À, trái tim cua gầu. Đẹp nhằn. Hiểu không? Đẹp nhằn. Không nghĩ được. Không đẹp.
Vì hoa đẹp. Lèo, mép. Anh. Sao? Thực sự, 100% phải. Chúc đen đài. Gáo cười, chỉ muốn ở lại về đi du lịch, đi phiêu lưu. Em biết. Vâng. Nhưng mà sau khi gặp em, Gáo cười rất muốn ở lại đài Việt Nam nữa. Lâu hơn, lâu quá. Về học tiếng Việt, đến nói rằng, giam nhau, su, đam rì, chúc lạc, chú tiểu, vâng. Về Gáo cười sẽ ở đài. Khi Gáo cưới có thể nói tiếng Việt nhiều hơn, thì Gáo cưới sẽ hiểu em su nhiều hơn. Điều đài, Gáo cưới muốn nắm cười với người Việt Nam, bởi vì em. Muốn. Hiểu không? Không hiểu. Hiểu mà. Biết rồi. Được, em nghĩ gì? Em. Anh. Em không biết. Em yêu ai? Không yêu ai. Em thích ai? Không thích ai. Em muốn ai? Em mến ai? Em chọn ai? Em chọn ai, đúng rồi. Em chưa chọn ai hết. Chưa chọn ai hết. Nếu Gáo cười chết thì em sẽ khóc không? Khóc rất nhiều, khóc thành sông luôn. Không sao, nếu em khóc, Gáo cười muốn rửa mắt của em. Anh chết rồi, sao rửa mặt cho em? Bởi vì yêu của anh, mắng hoa sẽ quay lại. Ông này. Hôm nay cũng là thời điểm các thành viên tạm biệt bàn than, chia tay gia đình người khơ mú mến khách. Dù chỉ ở với nhau một hai hôm, nhưng tình thân dường như đã được đong đầy. Trái tim đã được kết nối trái tim. Chuyến xe tình yêu tiếp tục lên đường, thực hiện sứ mệnh vốn có của mình. Xe Hồng đang đi qua thị trấn Yên Châu, không khí của các thành viên dường như đã vui trở lại. Nhưng một bất ngờ đã xảy ra. Cuộc sống của anh, nhưng anh sẽ làm tất cả những gì có thể. Có hoa này anh dành tặng chưa? Hôm ấy các thành viên không ai có thể kìm nén cảm xúc của mình. Đi được một đoạn đường, dường như không thể chịu đựng được nữa, Kana xin tài xế xe Hồng dừng lại. Có lẽ một mình là thích hợp nhất với cô lúc này. Giờ đây tất cả với Kana, những kỷ niệm, những ký ức như một cuốn phim quay chậm. Còn nhớ hôm trước, ngay sau ngày tễu rời hành trình, anh chàng đã để lại một món quà bí mật. Anh tiểu á, trước khi về anh có gửi thư cho chị. Giờ này em mới đưa cho chị. Ở đây đi về. Sao vậy mới đưa cho chị? Đọc đi. Kana à,
Anh muốn nói yêu em hàng ngày nhưng anh xếp một trái tim đá thật lớn bên bờ suối có tên em. Khi em nhận được bức thư này thì có lẽ anh phải rời xa em rồi. Đừng khóc nhé, trái tim ấy đang mỉm cười với em. Em cũng không có lỗi gì với anh cả. Yêu em, Tếu. Và cả những giấc mơ hiện về hàng đêm. Chú Tếu dẫn em về nhà. Con lại còn vượt thác vượt đôi chứ còn. Dẫn về nhà không? Dẫn về nhà. Cái một lần đó là dẫn về nhà ra mắt mẹ của chú Tếu. Em nghĩ là chắc do em suy nghĩ nhiều quá nên là mơ. Từ khi mà anh Tiểu rời hành trình á, nói chung là làm gì anh cũng nghĩ đến anh Tiểu hết. Hôm bữa em té cũng vậy. Thì nếu như mà có anh Tiểu thì sẽ chắc em nghĩ là em không té. Anh ơi, em muốn gì đó? Em muốn xin vé rời hành trình. Cảm ơn anh. Chúc em thành công. Thật sự thì mấy ngày hôm nay khi mà anh về hành trình thì mỗi ngày em đều nghĩ đến anh. Thật sự rất bất ngờ tại vì em nói là cây cầu này là cây cầu định mệnh mà em đặt vui bởi vì nơi đây em đã té ở đây. Và em nói giá như mà có anh ở đây thì em sẽ không té. Và em nói vui mọi người là cây cầu định mệnh thì hôm nay em gặp anh ở đây và em muốn gửi này nè. Đây là sự kiện chưa từng xảy ra và nằm ngoài phóng mắt của chương trình. Nhưng một trái tim đã kết nối một trái tim. Một bên là những khắc khoải chờ mong. Một bên là sự chân thành nồng cháy. Yêu và chỉ biết là yêu. Ekip chương trình quyết định đồng ý và xem đây như là một trường hợp ngoại lệ. Và cũng mong muốn gửi đến một thông điệp cho những bạn trẻ đang yêu và sẽ yêu. Tình yêu rất dễ có và cũng rất dễ mất. Chúng ta cần phải tìm hiểu thật kỹ và trân trọng. Vì đôi khi lạc nhau một lần, sẽ phải mất nhau một đời. Tẻo của em. Từ khi Tiểu về thì tôi cứ linh cảm một việc là không phải Tiểu lên đâu, bởi vì Tiểu đi lòng vòng, Tiểu đi xe, tôi phải nói thật nhé. Tôi thấy Tiểu dừng xe, chặn xe Hồng lại. Tôi lạnh hết cả mình. Bởi cái cảm giác mong muốn và đi vơ với lung tung để tìm một cơ hội mong manh trong hàng triệu cơ hội để gặp hai bạn về với nhau. Thật tuyệt vời. Họ đã gắn kết bên nhau, hai trái tim đã gần lại với nhau tới mức không thể gần hơn được nữa. Chỉ thiếu một lẽ là hai trái tim là một nhưng bây giờ không thể thế được. Mà hai trái tim vẫn ở hai cơ thể khác nhau nhưng cùng chung một nhịp đập. Đó là tình yêu. Chúng ta sẽ phải chia tay nhau với những hình ảnh đẹp của hai người gắn kết với nhau. Thật tuyệt vời. Và thưa quý vị, tuần sau chúng ta lại tiếp tục với hành trình kết nối những trái tim. Còn bây giờ, một tràng vỗ tay để chia tay nhau thì ít mà để chúc mừng cho đôi bạn trẻ là nhiều. Tiểu và Cà Na đã rời hành trình. Cả ba chàng trai, Gấu Cười, Chuột Lắc, Nam Ri, mỗi người đều một cách. Vẫn đang trên đường đua khốc liệt đến trái tim Su Su. Liệu Bin, chàng trai vừa mới lên, có đánh thức được trái tim của cô em út sầu riêng? Tất cả sẽ có trong tập tiếp theo. Mời các bạn đón xem.